Ngày xưa, có hai chị em gái, Mangita và Larina, sống trong một ngôi nhà nhỏ. Mangita là một người chăm chỉ, cô ấy thường phụ giúp trông coi cửa hàng tạp hóa của cha mình mỗi khi rảnh. Larina thì ngược lại, thích đi đây đó, thích những cuộc vui chơi. Khi cô ấy buồn chán, cô ấy sẽ dành hết thời gian ngồi bên bờ sông ngắm mình dưới nước và chải tóc. Hôm nay tôi lại xinh đẹp với chị gái mình nữa rồi. Một ngày nọ, cha của Mangita và Larina phải đi xa một chuyến mà không biết ngày trở về. Mặc dù Mangita rất buồn tủi khi phải xa cha mình, còn Larina lại rất phấn khích. Bây giờ hàng ngày ta có thể ngồi bên sông cho đến sáng rồi. Sau khi cha cô ấy đi, Mangita bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn. Cô ấy quét dọn nhà cửa vào buổi sáng, nấu món súp ngon vào buổi chiều, và kiêm luôn cả việc giặt giũ. Trò vui duy nhất của Larina là gây rắc rối cho chị gái mình. Cô ấy làm bẩn những tấm thảm trong nhà, thả những viên đá lạnh vào nồi súp trên bếp. Tại sao nồi súp vẫn lạnh thế nhỉ? Thảm sao lại bẩn như thế này? Mình vừa mới dọn xong mà. Chính những con vật mà chị hay cho ăn đã làm mọi thứ bẩn như vậy. Một ngày nọ, Larina đi dạo ở trong rừng. Cô ấy chỉ hái trái cây chưa chín và ném chúng xuống sông. Ngay khi đó, một bà lão bước chậm đến chỗ cô ấy. Chào cô gái xinh đẹp, tôi đang đói lắm mà. Cho tôi xin ít trái cây được không? Larina đưa cho bà lão những trái dâu rừng vô vị mà cô ấy vừa hái. Thưa bà có thể ăn bao nhiêu tùy bà. Đây là những trái dâu tây ngon nhất trên thế giới đó. Bà lão tức thì bị đau bụng ngay sau khi ăn những trái dâu đó. Những trái dâu thật là ngon. Cảm ơn cô gái nha. Khi Larina trở về nhà, bà lão nằm gục xuống đất. Khi Mangita ra ngoài hái rau trong rừng để nấu ăn, cô ấy nhìn thấy bà lão đang nằm ôm bụng. Cô ấy liền đưa bà về nhà mình và đặt lên giường. Bà lão này đang làm gì trong nhà chúng ta vậy? Người bà ta hôi quá đi mất. Đừng nói gì Larina, bà lão bị bệnh rất nặng. Chúng ta phải cho bà ấy ăn những thứ ăn làm mạnh để mau hồi phục. Mangita nấu súp nóng và pha trà thảo mộc cho bà lão. Mặt khác, Larina lại lén đổ súp đi và còn cho đất vào trà thảo mộc nữa. Larina, em bỏ đất vào trong trà thảo mộc phải không? Nói thật cho chị ngay. Không phải em, mà bà lão đó tự cho vào đó. Và ngày sau, khi bà lão cuối cùng cũng hồi phục, cháu quả là một cô gái tốt bụng. Nếu cháu bị ốm, hãy ăn những quả diệt quất này mỗi ngày. Cháu sẽ phục hồi ngay lập tức. Mangita đã rất mệt mỏi khi làm việc nhà một mình suốt thời gian dài. Cuối cùng cô bị ốm rất nặng và không thể rời khỏi giường. Larina, em lấy giúp chị những quả việt quất bà lão kia cho chị được không? Nhưng Larina đã ăn hết chúng từ lâu rồi. Không có cái gì ở đây hết. Những con chim chị hay cho ăn chắc chúng đã ăn hết rồi. Mangita ngày càng ốm nặng, người đẫm mồ hôi, ngủ tiếp đi. Lúc này Larina rời khỏi nhà, ra sông chảy đầu. Khi đó, bà lão lại xuất hiện trước mặt cô. Này, cô bé, chị của cháu đâu rồi? Chị ấy đóng gói trái cây trong bao tải và đi làm rồi, có chuyện gì không? Bà lão liền nhận ra rằng Larina đang nói dối. Bà ngay lập tức đã đến nhà của họ để gặp Mangita. Khi bà lão nhìn thấy cô bé trẻ, người đã giúp mình, đang ướt đẫm mồ hôi và mệt mỏi, bà trở nên rất buồn và khóc một lúc lâu. Larina đang lén nhìn họ từ cửa sổ, cười thành tiếng. Vừa lúc đó, bà lão biến thành một nàng tiên xinh đẹp. Larina vô cùng ngạc nhiên vì đã nhìn thấy nàng tiên. Cô vui vẻ bước vào nhà. Cô là một nàng tiên. Tôi đã mở cửa cho cô vào, vì vậy cô đang nợ tôi. Hãy cho tôi mái tóc đẹp nhất thế giới đi. Nhanh lên, sử dụng phép thuật ngay bây giờ và biến điều ước của tôi thành hiện thực đi. Ngay lần đầu khi nàng Thiên nhìn thấy Larina, cô ấy đã biến thành một bà lão để xem cô ấy có phải là người tốt không. Tôi đã cho cô cơ hội để làm việc tốt, nhưng đổi lại chỉ toàn là những việc xấu. Đúng lúc đó, nàng Tiên dãy đũa thần của mình từ bên này sang bên kia. Tóc của Larina biến thành cây thường xuân. À, tóc của tôi bị làm sao thế này, xấu quá đi mất, cứu với. Larina sợ hãi chạy ra bờ sông và nhìn vào mái tóc cô ấy. Những con ruồi đang bay quanh đầu cô ấy. Mái tóc thường xuyên đột nhiên đâm xuống đất. Trông tôi thật xấu xí làm sao. Tôi không muốn nhìn lại bản thân mình nữa. Khi đó, nàng Tiên đã cho Mangita ăn một quả diệt quất và Mangita cuối cùng cũng hồi phục và mở mắt. Cảm ơn nàng Tiên, giờ tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều rồi. Nàng Tiên vung cây đũa thần và biến ngôi nhà nhỏ của họ thành một cung điện lộng lẫy. Mangita đã rất ngạc nhiên và ấn tượng khi cô ấy nhìn thấy cung điện. Lòng tốt luôn được đền đáp, cô gái trẻ à. Và cung điện này là phần thưởng của cô. Cảm ơn nàng Tiên. Còn em gái tôi thì sao? Có chuyện gì với nó vậy? Em gái của cô sẽ mãi mãi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu xấu xí của cô ấy. Nhưng tôi yêu em tôi nhiều lắm. Sống trong cung điện nguy nga một mình mà không có em gái thì cũng không có ý nghĩa với tôi. Làm ơn cho chúng tôi trở lại cuộc sống vui vẻ trong ngôi nhà nhỏ. Đó là tất cả những gì tôi mong muốn. Nàng Tiên rất vui khi cô ấy nghe những lời của Mangita. Đầu tiên, cô ấy biến cung điện tráng lệ trở lại ngôi nhà tranh trước đây. Sau đó, cô ấy đã đến chỗ Larina và phục hồi mái tóc thường xuân của cô ấy trở về trạng thái xinh đẹp vốn có trước đây. Larina hạnh phúc ôm Mangita. Chị đã cứu em xin lỗi. Em hứa từ nay em sẽ trở thành người tốt. Giờ đây, Larina đã hiểu ra rằng hạnh phúc khi giúp đỡ mọi người là thứ thiêng liêng quý giá nhất. Bởi vì hạnh phúc sẽ trở nên đẹp hơn khi được san sẻ. If Cinderella would have forgotten about midnight and kept on dancing with the prince. If the little mermaid wouldn't have rescued the prince from the sinking ship. And if Hansel and Gretel would have not entered the cake house. Or if the little Red Riding Hood wouldn't have told the wolf where she was going. None of these fairy tales would have existed. They took us to exciting adventures on magical lands we have never seen. They raced against evil sometimes, and sometimes it was against time. They showed us the true meaning of passion, love, friendship, helpfulness, sharing, and being a family. We cried together. We laughed together. But in the end, we always learn something.